Trời ơi là trời. Hết quá trời. Ốc nổi cục cục quá trời. Chào idol. Ai đã trong gần trong gú mà. Ở gần trong gú. Em đi trước nha. Rồi, vô đâu cũng đi theo sau nè anh tao. Không bỏ đâu. Buông 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 lên. Có không? Ui, trời ơi. Đi trở lên. Gì dữ vậy? Trời ơi con hết. Đời dám thằng Ben cho con quá khúc này dữ vậy. Hiểu rồi. Mà nó giận trời. Em sang rồi, em sang. Vô chị Minh gái rồi. Vô. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Thì bà vợ anh ba đang làm thịt. Cả nhà biết làm gì không? Bữa nay bật mí cả nhà. Có một sự hội ngộ của các anh em YouTube. Thì bữa nay cả nhà thì có Song Hỷ Vlog ở bên Châu Đốc An Giang á xuống đây chơi. Rồi mình có rủ là vợ chồng Cali Tèo 69. Hai vợ chồng nó với vợ chồng Nguyễn đó cả nhà. Rồi có rủ anh Sang chị Như là bên kênh Như Nguyễn Cà Mau ở Ngọc Hiển nữa nha. Biết chị Như anh Sang mà bữa nay lên đây sẽ tái hợp hội ngộ. Chiến sao không? Bữa nay sẽ chiến đó nha. Thì lâu lâu anh em mấy anh em làm YouTube mới gặp mặt nhau đó nha. Nên cũng vui. Nói chung rất là vui. Chắc đây thì dài dài thì sao chắc hội ngộ hoài luôn á. Đại chiến suốt luôn á. Rồi giờ mới làm mấy nhánh mai đó nha. Xin không? Tết thấy mùa xuân rồi. Ngày hôm qua là định quay cho cả nhà xem luôn. Đây cũng có nhánh mai nè cả nhà. Rồi lồng đèn. Nói chung là em tự chế. Lồng đèn còn lon bia nè. Làm cho có mùa xuân vậy đó. Rồi tối quá ghê. Thấy quay không ở ngoài này không có đèn nữa đó. Rồi cho nên là em cũng không có quay lại cho cả nhà xem cách em làm sao sao luôn. Là hôm tối quá nha. Chỗ trời mình chưa có đèn. Cái này phải làm kiểu pháo nổ. Cứ gần Tết mình treo con bóng dài nó đốt. Nên nó vui vậy mà. Thôi bây giờ mình sẽ quay sơ lược thì con vợ nó làm cái gì cả nhà. Rồi một chút là mấy anh em lên đó mình sẽ quay tiếp ở nhà. Cả nhà nhớ đón xem nha, khúc sau sẽ rất hấp dẫn cả nhà. Đây bà luộc thịt chiên gan, chút như làm lẩu quá vậy. Bây giờ lật đổ đũa nè cả nhà. Đổ đũa này chút làm gì em? Xào thịt đó anh. Phải không? Xào thịt phải không? Đúng rồi. Xào thịt chứ để hồi bà không xào thịt tôi xào món khác cái chất quốc. Giờ đi rửa nha. Đây dạ. Mày chạy chống mua đá được không? Để em mua đá cho. Đá cắt sẵn nha. Nó bị sức ngốc rồi phải không? Sức ngốc. Cái gáo dừa sức ngốc. Ở đây thịt thì vợ bà bằm sẵn rồi bà dắt thành cục nữa nha. Cái này chắc bỏ lẩu luôn nha. Lẩu á. Nó chảy ngon nha. Ngon ha. Ngon. Cái mặt này cái nhìn cũng ngon nè. Ngon à? Ngon. Thấy ngon dữ không? Ngon. Thèm. Thèm. Để này vô chuyện... Đây là cái máy của ông Tân đó nha. iPhone X Max giống cái của mình. Trả góp mấy tháng mà không trả mấy tháng qua này? 12 à? 12 tháng rồi. 12 tháng trả hết chưa? Chưa. Mới tới tao mới mua mà trả hết tao thôi luôn. Biết vào đâu giờ bấm mà đấm bấm mở rồi. Bây giờ là em vô em bỏ thịt nè. Dạ, thật không? Không biết xài này nó hoang chợ chứ em ơi, để anh quay cho nó mở một phiếu nó mở cái đầu rồi. Được được vô đầu mở ra đâu đây rồi gì video đâu biết không không biết biết đó mày đưa mặt ra đó chị biết không không gành nữa không biết biết chỉnh sửa chưa cũng nhầm lúc được nhầm lúc giờ nhớ thì chỉnh được anh ơi. Giờ vô coi bà vợ đó bỏ thịt vô cái lẩu thì có bỏ kèm vô cái trái dưa leo nè. Giờ để cái mà thịt giả vô luộc sơ cái nè. Thấy thấy anh quay không, vô là vô giữa trong tâm nè, thấy chưa đó. Cái đầu mình nhìn vô cái màn hình đây nè đó, mình di chuyển nè, chứ đừng có quay mà quay cái son mà cái con mắt nhìn son cái camera để nhìn trời. Không, bây giờ mày thử quay cái xì gà anh coi thế này. Giới thiệu xì gà là có gì vậy?
cả nhà, cái sữa rau này có bắp cải với đậu đũa nè. Đâu nhà. Có sữa rau đâu, không phải sữa rau đâu. Đây đây đây. Từ năng năng lên. Quay với thì sữa rau, quay với cái ghế. Đây nè, bây giờ nè, vụ sữa rau nè, đó. Với sữa rau này, có với sữa rau đây nè, đó. Ừ. Có món gì, có đậu đũa nè. Có cải gơ nhẹ nè, chứ không phải à cả nhà có sữa gao mắt thì sữa gao quay cái ga dưới đây không. Được, chết luôn không đi theo mình được. Kệ nó mới cả nhà, tập từ từ, cả nhà ở dưới ủng hộ mấy anh em mình nha. Cái miếng gan với cục thịt nè, cái mới luộc xong chút sắc ra ha, chút sắc ra chút xíu nó rửa lại với nước ha. Cuốn thịt đấy em, thịt cuốn lá cải bỏ vô lẩu, bỏ vô lẩu rượu ngọt của mình. Ngon không anh? Ngon quá nè. Dính một con. Dính cái chè, dính cái chè vô luôn. Bắt lên đi, thấy dính nữa. Chạy nhanh quá. Dính cái chè không? Một con. Đây, 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 đây. Chạy đâu cho khó. Đủ không Tâm? Đủ ha. Đủ anh này. Hai con quá bự. Còn con anh muối chiên giống nữa. Được không? Còn cái dĩa luôn. Gớt này, gớt xuống nữa. Đầu cái nè. Vậy, 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 vậy nha. Đi cho đi lại mấy cây mai của tôi ở xếp hết trơn hết trời. Giờ sắc cái miếng gan này ra. Luộc cái nó dễ sắc. Còn mà sắt sống á, sắt sống rồi bỏ vô luộc nó khó, sắt sống khó quá. Luộc xong rồi cái sắt nó dễ hơn. Bây giờ là cho thịt với miếng gan nãy luộc á, đổ vô trong thau đặng mình trộn, trộn lẩu. Trộn thịt lẩu nêm nếm gia vị rồi vô cái hồi mình bắt vô trong cái lẩu cù lao. Mô Phật à. Đó. Này thịt chả. Thấy cũng hấp dẫn ha. Cái miếng này á, thì để hồi mình sắp ở trên nó cho nó không có bị dưới nó bung ra. Cái miếng ngọt đường này là nấu của lẩu cù lao, là gọi là lẩu ngọt đó. Hồi xưa lẩu cù lao không lẩu gì đúng rồi, xưa đám tiệc này kia người ta cũng làm dùng cái lẩu cù lao thôi. Lâu dữ rồi mới ăn được anh ơi, lâu dữ mình mới làm cái lẩu cù lao lại nè. Lẩu điện được không ạ? À? Cho cá lô đi. Ừ. Còn cá chơi thì cái gì nữa? Bỏ hết luôn. Cho mà cua. Cá ăn kìa. Cua. Ê con cua rộng lại để em nướng tiêu em ăn. Quá thòn. Ừ. Ngon dữ lắm. Béo. Thấy ruột cá cho phải ếch với con cá vô à. Còn mớ thì để hồi cái để vô lẩu nhúng. Gà. Lấy tay cho nhanh. Nhà đang chiên xù con cá đó nha. Xù với chịu không? Xù với chịu. Để dãy hết xù lông rồi. Hết xù không? Để chi anh còn để. À quên ha, để dãy luôn chứ. Xù lên nhé, ngon lắm. Nãy giờ đánh dãy gì vậy? Nãy sợ nãy kia gùi á, cho nên nó là xong cái lấy lá chuối rồi đậy lại chừng. Giờ bắt mâm. Bắt cái lẩu cù lao. Cái lẩu. Bữa nay gió quá đó nha. Quá. Lẩu cù lao là ở giữa nó có cái vòng tròn giống cù lao, lẩu cù lao à? Rồi nha, cái vòng tròn này á để đựng gì anh biết không? Than, trời trời trời, nghĩ sao hỏi tôi trời. Đúng rồi đó, tại em đố chơi, đố vui thôi. Chứ anh không biết nữa hả, em đem anh ra chặt củi luôn á. Cái lẩu cù lao này là của chào bà nội để lại nè. Phải không ta? Bà nội hay là trước bà nội nữa? Trước bà nội nữa. Trước bà nội nữa, đi là bà cố. Ừ, trước nữa. Trước bà cố nữa hả, là bà sơ luôn rồi. Bữa nay chị lại cho vợ mình là con Minh. Để truyền lại nha, gia truyền. Mới là truyền vợ cho vợ mình. Thế nữa vợ mình truyền cho con mình.
chắc con mình chứ không chịu nấu không ăn ăn cái nào tới con mình đem ra cầu số lên luôn. Không biết cái đó còn không đấy ha. Đây lẩu à, lẩu thì lẩu ngọt với thịt với chả thịt với gan, nói chung cũng đơn giản thôi chứ không có gì cầu kỳ nữa. Núm núm này nè, lẩu là có núm mới ngon, không có núm là ngon. Cái núm này nãy em cũng trụng sơ ra qua hết trơn nè. Mình nói chung là cái lẩu này là em trụng chín trụng sơ hết trơn. Đúng rồi, trụng sơ cho nên nó xèo xèo xuống á, rồi bắt đầu mình mới để đồ lên, với lại đồ là mình làm chín sẵn hết. Thì cái bắp cải, cái thịt nãy nữa nha. Đúng rồi, bắp cải quấn với thịt này là ngon lắm. Ngon không? Ừ. Em quên cái gì anh biết không? Cái gì? Tiêu à? Không phải là tiêu, cái núm mèo á, cái núm mèo mà mình trộn vô thịt ấy nha. Cái đầu mình trộn vô cái mình quấn giòn giòn không? Cái... Đúng rồi, ăn vô giòn giòn sực sực ngon lắm. Mà em quên mua cái núm mèo mất tiêu rồi. Đây hai lẩu xong rồi nha. Thủ cù la. Tỏi sấy xung quanh cái nồi lẩu nè, cho hồi cái nó thơm. Cái lẩu này chứ cũng công phu lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu nha. Giờ cá vàng nữa nha. Giờ tới rồi nha ơi. Đây xong hỉ. Mình nấu chào anh nha. Trời ơi. Thế này. Chúng ta gặp nhau nữa. Gặp hoài. Ê ê ê. Ê ê. Không ra. Lại 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 không ra. Không ra. Đứng ra thì không gặp ra được rồi. Dữ gì sao? Em đem quà lên cho anh chị. Ủa em rồi, đem quà đặc sản nè. Cái này là gì vậy? Ở nhà có gì thì mình tặng nấy đi ha. Cái này là đường mật hút nốt nè, chị thấy cái mặt của em không? Cái mặt đâu? Nào nhiều khi anh cũng không cảm cái Photoshop chứ ở ngoài đời nó cũng hơi khác khác một chút nha. Ê, bà nói nghe nè, bây giờ cho chị hỏi cái là bây giờ mình cái này mình ăn sao? Cái này là mình để mình nấu ăn nè, hay gì chị thích nấu ăn đúng không? Chị sẽ kho cá nè, ớt thịt nè, ớt chứ cái đường thay vì mình xài đường mía, đường cát thì ở đây mình sử dụng là đường hút nốt. Đường này là nó nguyên cắt nên là mình sử dụng rất là yên tâm cho sức khỏe của mình. Vậy đó, nhất là mấy đứa nhỏ ở nhà đó cứ nấu đường ca đường này đi. Nói chung là mình ớt thịt, ớt này kia được ha. Đúng đi rồi. Ăn canh đồ cũng được luôn. Nấu chè này, nấu chè đãi cho ông xã ăn cũng được. Ê, nhậu được không? Được. Được phải không? Nhưng mà anh có xịn quá, anh muốn mà giải rượu á, anh la pha một cái ly nước chanh đó mà để thêm miếng đường này vô uống nó cũng giải độc gan của mình á. À, có ghiền ghiền quá dít cục uống ly rượu. Có giải rượu nha, tới chuyện rồi. Còn này là chấm chéo kênh Hải Sapa TV, chắc cả nhà đều biết rồi ha. Thì này để mình nhậu đó, mình muốn ăn mà ốc gà luộc này kia mà thiếu nước chấm á, mình pha với miếng nước lọc mình chấm gà mình ăn. Đó, ớp gì đó. Quá trời lên nhận quà cỡ. Nghĩ nha. Dạ. Rồi bây giờ muốn liên hệ với em là qua số điện thoại nào mới được để khán giả mua. Cái nhà có ủng hộ sản phẩm của Song Thủy thì có thể là liên hệ với Song Thủy, số điện thoại là 0344226262. Có số điện thoại hotline trên đó luôn. Rồi cái nhà có gì nhớ ủng hộ Song Thủy cả nhà ơi. Ê, cho em xin 5 phút quảng cáo. Rồi rồi tới rồi. Rồi rồi quá. Rồi chuyển cảnh nè. 1 2 3. Action. Cả nhà ơi, hôm nay vừa tới nhà của anh chị Quốc Tưởng rồi nha. Em có ít quà gửi anh chị. Chị ơi, vậy nữa hả? Cảm ơn nha. Nói em quà là vui à. Bánh phồng tôm, đặc sản quê của em. Nhà em làm đó, mắm tôm và ba khía. Cái này là nhà ăn cái nhức nách đó phải không? Rồi, cái nách giật bực bật luôn. Đó, đây, 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 đây. Đó. Cái này xu cái là em chưa làm cái mặt em vô. Mới làm con cua với con tôm thôi, chứ là cái mặt. Nhìn con tôm với con cua là nhớ chị Như là... Không, để con sư tử là biết rồi. Sư tử gì sao, con sư tử luôn. Mai mốt là phải làm cái hình lên, Photoshop vô, cà vô. Đó, mình để cái hộp như vậy nè, người ta mới biết. À, chỗ Như là sẽ có là bánh phồng tôm là đặc sản nhà làm, tất cả đều là làm nhà hết. Đó, nhà làm như làm nhà vậy ha. Làm là từ con tôm đất xay ra, bánh phồng tôm mà mình chiên lên là rất là ngon, như cả nhà ăn nhậu đều được. Mà đặc biệt bán cho những ai mà nhậu nhiều ghiền rượu, một cái một cốc. Một miếng là cốc đó hả? Đã quá. Đúng rồi. Nghe câu đó là chịu rồi đó. Ai Như có số điện thoại luôn, cả nhà mà muốn mua thì liên hệ cho Như nha. 0944 420 422. Số điện thoại đẹp như em luôn ha anh Tổ ha. Mồi bén không đó. Mồi bén luôn. Ủa sao em hỏi em không trả lời? Hả? Có ông sang kế bên đâu dám trả lời đâu. Cả nhà mà muốn mua là tôm khô, bánh phồng, cá khô, rồi mắm tôm, ba khía thì liên hệ với Như nha. Ok em. Có bán người không? Mua người được không? Nếu mà có giá chút bán luôn chứ giờ chồng chán rồi. Ai biết đâu là muốn bán rồi coi ổng chở bánh đúng không? Nãy giờ chứ biết rồi. Chồng nói tôi cho không luôn á. Tôi chán lắm luôn. Thôi giờ mình vô nha. Vô. Đây giờ vô. Bây giờ mình vinh vô nha. Trời ơi. Trời ơi.
quá trời mấy người đẹp ơi. Người đẹp quá trời ơi. Chào anh Tỏ, chào cả nhà nha. Đây, Mỹ Linh, Nguyễn. Ủa rồi, hồi xe này là anh chạy vô đây được luôn nè. Đậu đấy vậy sao? Anh về. Anh về hả? Dạ dạ vô. Lấy đồ luôn. Lấy đồ. Đậu gì? Lấy cua. Chào cả nhà nha. Đây là vợ Nguyễn. Vậy đâu? Chị chồng á. Trời ơi. Xong hỉ rồi, tới chồng rồi. Trời. Xong hỉ rồi chồng á. Vô hết rồi. Vô vô. Đây. Rồi vô cả nhà. Dạ. Dạ cả nhà ơi, bây giờ anh em hội ngộ tới nha. Đang lội vô. Giờ đón nữa nhà nào. Hôm nay xuống quậy luôn. Để anh đón nha. Giờ đón rồi. Dám kêu gia đình quậy tới thì hiểu. Báo luôn. Báo tới Tân Thành luôn. Rồi trước nhà này rồi. Ờ thấy rồi không? Cái máy che nè. Không làm mà lợi, cứ làm ở nhà không lợi. Trời ơi. Lâu rồi ha. Trời ơi là trời. Hết quá trời. Còn em nữa. Ốc nổi cục quá trời. Không có nơi gặp ngoài. Ôi chào idol. Quá trời, bữa nay diễn viên nhiều quá. Diễn viên quần túng không à? Không diễn viên chính. Có cái khúc nào mà diễn nhiều nhiều tiền cho em xin khúc đi. Nguyễn, cứ làm gì ngủ nha Nguyễn. Cua hả? Vàng ơi, vậy đó hả? Lên còn đem đâu rồi, cái gì đâu. Đem kia lên thì làm đâu quắc cần câu nữa. Làm bánh tổng anh. Có cột ra chút vô trò đi gỡ ra. Ừ, gỡ ra. Gỡ được rồi. Thấy mà mấy chàng mấy cái ngoe này, anh này anh cuộc chi chắc dữ không ta. Làm đâu nhậu gỡ không kịp. Ờ, cái này mà xỉnh xỉnh không biết được gì đó. Rung nhỏ chứ. Rung quá trời. Cua. Con Thủy thấy quen không? Quen, hôm qua mới đi bắt cua nè. Giống con cua không? Con vậy là nghe con cua nhưng không phải nhớ có chữ A phía sau em, mất chữ A là không được à. Dưới em rồi mà em có ngủ anh Điện, em nói là anh Tổn với hai vợ chồng tèo rồi lên mà anh tèo. Anh Tổn anh nói là anh sinh nhật gì đó. Dạ. Rồi không lên được. Vậy tụi em mò lên đây luôn. Không xuống được thì em mò lên. Tình nghĩa chị em chứ gặp người khác là xong luôn rồi, là trốn luôn á. Xong luôn đó phải không? Trời ơi, nãy hẹn nó mệt. Trời ơi. Em qua những cái chinh tới 11, 12 giờ đêm. Ừ. Rồi bắt đầu tranh thủ. Hàng tiếng là căng tiếng rồi đó. Căng tiếng, tiếng là mệt luôn á chị. Dữ quá mà, không chịu quá luôn. Dòng này còn cưỡi được không? Dạ, bữa nay cưỡi được. Cưỡi là còn nghe luôn á. Cỡ nào cỡ cũng phải là lên hơi là mình lấy giọng là mình lụm đó. Chứ cỡ nào lụm chút nữa là em sẽ học bí quyết tại sao mình cưỡi chồng giòn như vậy. Trời ơi, là cái gì để học đó, chồng quýnh chết. Bà học thêm cái bí quyết là gượt quýnh đồ mà học không giờ học chưa thành. Học cái đó là phải chưa được. Phải gặp ở ngoài học mới được. Học cái đó là kiểu như mới lên là phải có cây dao, còn cái này là phải có cái thao. Đó, mọi người kết hợp vô. Anh nghiên cứu giùm em có cái gì em mới chửi được. Cái chỗ già, chỗ chào cái bao. Làm gì có không? Không, em hả? Hỏi chồng gì cái bà vậy trên Bình Dương á chặt khúc khúc dột. Ai uống. Hỏi là chị còn có cái gì mới chửi được. Chỉ còn có cái miệng là chửi được rồi. Cái gì cũng bằng cái miệng, có cái miệng là ok. Rồi em hỏi lại khúc mà chồng gượt hay là chồng chửi lại mình làm sao nữa? Mình gượt lại nó, mình lụm nó lại. Vậy hả? Không lại mình cũng phải đẹp mình cắn nữa. Đến tên luôn, sợ luôn hả, cháu nói luôn. Nhỏ đó bị giữ đó, nhỏ xanh đó, nhỏ đó bị giữ đó hả? Nhỏ đó bị giữ đó, nhỏ đó bị giữ đó. Hiền quá mà la giữ. Vô tại trường lầm rồi. Thôi giờ mình đi. Mình đi ra ngoài. Sao Mỹ ơi. Đi sao Mỹ ơi. Đi. Đi rồi. Giờ đi á. Hai đứa nhìn trời vô. Hai nhỏ ra nội nó rồi. Ủa gì đó là ai? Cái đó là hai đứa con của anh em vợ thứ ba. Vậy hả? Cái này nhà em vợ thứ ba. Đây ra, đây thắng nè. Anh ở trong gần trong gú mà. Ở gần trong gú. Em đi trước nha. Rồi vô đâu cũng đi theo sau nè anh Tam. Không bỏ đâu. Anh mà cắm dưới không ai lên đâu. Được không? Ủa chồng có chuyện này đâu? Lôi vô, lấy cây cái vô. Nè đưa tay đây. Vậy hả? Chồng ngủ nãy giờ dắt rồi. Trời ơi, làm gì trời. Bỏ tay xuống luôn anh Tưởng, buông luôn. Có không? Ủa, ngươi. Đó, đó, đó. Gì dữ vậy? Trời ơi, cũng hết. Cũng cua nè chàng. Đây là chồng hết rồi. Ủa, hết nửa cái lô trời. Hết đồng luôn. Để vô luôn. Đem vô luôn. Đặt 2 ngày đó không thăm nè. Ôi là chàng hết bự ha. Ở đây chị làm như chị Như dở rồi dính cá lóc.
Ừ, cái lóc kia. Dạ, cái tiếng này hơi trong, cái này là chửi chồng ngon à. Được không, được không? À, mà mình phải học khóa sư phụ nữa. Sư phụ. Tự làm sao mà không cho mình. Vậy là tèo. Cái mỏ của nó chảy luôn rồi. Nó không quá trời mà. Tà mỏ, tà mỏ luôn, tà mỏ giống như anh em mình. Tới công chuyện luôn. Mình chụm sao mình cạo cái nhớt ra ngoài, cái mình chiếm tù. Đúng, mà bây giờ nó cắn cái xong cái cây nó cắn cái gì. Ôi, mát quá. Thôi vô đi, đó. Em thứ ba. À, chào đó. Anh Út Báo. Ô, anh Út Báo vô chồng mày hả? Ô, Út Báo núp mày. Nè, thứ ba. Nè, nè, dắt nào chưa? Chào anh nha. Xin ngủ chứ. Ủa, đâu đây vậy cho nội? Vậy? Đâu đây vậy? Trời ơi, hôm nay giỡn vô đây ông chú, đây nãy giờ trời ơi. cái này tự động kiếm chai chứ chai không kiếm nè. Rồi đi về. Đi ra nước về nè. Đâu mà nằm vui thay thế nhỉ? Đâu mà nằm vui thay nè. Nằm giật anh vậy quên kêu nó bớt nước lẩu lại mà nó làm cho khô luôn. Ủa đem cái này cái bàn nó vậy. Cái này nó dành mình đi bà quay đi bà. Đi bà để cái đó nó muốn lần được luôn đó. Nó dùng muốn lần luôn. Chơi không? Chơi luôn. Rồi à. Nghe đồn à, mạnh lắm mà mình thấy trên video nào cũng có gũi chơi em biết sao đây. Sụm nụ sụm nụ rồi kìa. Sụm nụ. Tổng tổng có gì đẩy đẩy mẹ ăn nè, nát cái nắp luôn. Đó. Mẹ nè, mẹ đây là mẹ Thái nha. Mẹ đúng rồi. Thái là Việt Nam. Đúng rồi. Cái mình ăn chua tét cái nắp luôn. Mình tính không quay ở đây diễn viên đẹp đẹp không mà cái giọng này mà lên trên video một cái hả trời. Chửi chồng là bá phát rồi không? Ai sao nghĩ? Em nào về em đấu học lại Caramel đúng không? Yeah. Lên đây học Linh chiêu đi. Sao? Cái gì đó chứ mà chứ bà buông máy nó quýnh em thấy mẹ em luôn. Ủa vậy là có máy này bắt tử hả? Mà vậy lại bà gắn máy thôi. Quay chứ bà xuống bỏ máy xuống nó quýnh em nằm luôn. Ui là trời. Không vậy là cái muốn mà bắt tử là phải để máy hoài luôn. Để máy hoài luôn. Cái lúc chửi bà nó lên tiếng này. Đang quay cái đó nín tin đâu có nói gì đâu. À thì ra là vậy hả? Còn nhớ chậm không khi nào nghe. Ừ làm hả? Đang quay. Món bữa chơi nhặt băng không được rồi. Nhặt băng tội ăn hiếp chồng đòi quýnh chồng như không hả? Mới khi nào ừ làm mồi với chồng nhậu á. Rồi, đây thêm một nhân vật nữa, chuyên gia bị vợ gượt quýnh, Út Thao lên đầu. Trời ơi là trời cái nào. Cả đó là trời. Quýnh cái cỏ này hả? Chai rồi. Eo. Lật. Eo không quýnh này nha. Cái chai còn hơn là da gì nữa. Ông em tính ra tội phải vợ không ta? Cự quả là có này. Cắt luôn, cưa luôn. Bây giờ không biết còn đồ gì xài không nữa kìa. Cứ mất tiêu đi. Được nước tay không tiêu rồi. Nghe chưa? Cái mẹ đóng ông tự ông tự tự nói ơi. Điện cho ổng là nó ổng không sợ đó. Kêu lại biểu dễ gì lại. Dễ gì lại không? Không lại. Anh lên biểu anh. Lại quýnh vậy. Ông này có cục hàng tới 8-7 kg lận. Ông này cũng lia chồng được không? Tối ngày luôn vậy đó. Bữa nay có hai bồ, nó bồ lớn rồi bồ nhỏ. Trời. Hồi hai ông quýnh lộn dành nè. Đó nhà chị chỉ cho cưng ăn xoài với mà me thôi. Ăn đó được nha. Chắc xài là xài Indo nữa đó. Ăn xong cái mình chia tay. Me kia là me về me Thái và la Việt Nam, còn này xài Indo là gì? Chua cố lên. Rất là nhỏ. Vừa chua vừa chát đó không? Thôi bây giờ mình khai đau chưa? Nghe cái tên là biết ai nhìn tao rồi. Sao? Ngồi màn tới cái nhầy. Lẩu này lẩu. Lẩu cù lao. Ai thấy lẩu này xưa hay Linh? Đúng rồi anh. Này mà giờ muốn kiếm cái nồi là hơi khó. Cái này hồi đó bà cố truyền lại cho bà nội truyền lại cho mẹ vợ truyền lại cho vợ. Tới nữa truyền lại cho hai đứa nhỏ. Vậy là 4 năm đời phải không? 4 năm đời đó. Tới nữa vợ anh truyền lại cho hai đứa con gái anh nữa là nó đem cộng số là lên nó đầu vào từ lúc đó đó. Hướng tèo. Dạ. Chuyện cái lẩu này nè là hồi đó là bà cố truyền cho bà nội. Rồi bà nội là truyền cho mẹ vợ của anh. Mẹ vợ anh và truyền cho vợ anh. Thì tới đời vợ anh sẽ truyền lại cho con anh. Mà lúc đó là con anh là chắc em nghi dục rồi. Không, nó đem cầu số lúc đó là đời anh sẽ vào từ đó. Vào từ lúc cầu số đó. Đúng rồi đó. Nãy giờ có me. Rồi cho xòi, giờ cho dưa hấu đuổi khách về à. Hay cho cây trước không? Bởi chưa chân lá sét rồi.
Rồi giờ chưa chén của Phong cho. Tôi hết sao quay của Băng Dũng. Ăn gì? Không, em thử cái bánh đó chiên lửa nhỏ quá nó chai. Đừng biến mình, đừng biến mình. Em ăn thử chứ lỡ như da bị chơi kỳ. Không, đừng biến mình. Không ăn Dũng nha mọi người. Nãy là quay vậy, tụi kịp em. Quay thấy rõ ràng rồi, đừng chối. Em ăn thử trước có bị chai không? Nóng nóng nè. Ăn chai nhỏ quá nó bị chai. Để cho nó cứng đi. Mọi người đừng nghĩ em ăn Dũng nha. Mà thật sự em đói em ăn thử. Ăn thử sẵn Dũng thiệt á. Lửa lớn á. Lửa cái gì? Lửa này nhỏ quá chi không được. Để mình nhan lửa đi. Đó. Nhan lửa cho em coi anh. Bởi vì nhà dạy làm sao mà đi lên đây làm ăn nói nhan lửa bội. Ra đi. Liệu một phá rồi phải không? Mới chị. Mới thiều thiều chị đó. Anh giao được sao? Ra lại đi. Nó biết là cái lưng nó bị vậy á. Nó quýnh được nó thôi. Cây nó kìa, cây nó kìa, cây nó kìa. Minh chị. Cây nó kìa. Cây nó kìa. Cây nó kìa. Nó là mình bật cái vô cái. Vậy là đốt nó phải không? Đốt lá dừa xong đốt rồi ra lên. Ê, quẹt đằng góc lên. Ê, chơi luôn hả? Con đổ dầu luôn. Cái thứ này mà mình biết nhan. Ủa chiên hả? Chiên trên đây hả? Đưa lên đây em đi. Nóc. Em làm gì vậy? Phải xả. Em thấy anh đang tổn lên thiết kế lên thêm một cái cầu tụm á. Cầu tụm đó mà. Biết. Cầu cá cha. Đây mình đọc quá đó chứ này nè. Thường thường á, anh không cầu. Lấy cái nón lá chè rồi. Lấy nón lá. Lá chè cái xong. Cái lá gì ta lấy khẩu trang ra bịt nha cái mặt là đâu biết ai nè. Ê, bịt cái mặt chi xong bịt cái dưới này. Đâu ai biết. Không ai biết ai vô bịt mặt được là được rồi. Nó ở trong mà muốn không thấy ai luôn, tự bịt cặp mắt mình lại là không thấy ai. Không biết ai vậy. Nó rồi con Trần nó trốn về. Thấy cái này văn dở lắm luôn, của mình không làm cái đó là một sự thiếu sót. Có. Như mình làm kiểu quá. Rồi kiểu như vậy. Bây giờ đang có cầu tụm ở hai tầng nữa đó, thấy chưa? Ở trong chổng có. Con chút đi không? Con đi chút cho. Dạ, đổ lậu kêu vợ dạ đi. Tại vì tôi ở nhà chợ tôi quen rồi, nếu mà đi nó hai tầng thì tôi ở tầng trên à. Tầng trên nữa. Cầu tụm ở chỗ chị trong Mỹ chắc nhiều á. Tại dùng như nó hay có đào hầm cá trà đó. Ở trong em hả? Ngay em khúc em thì hình như là hầu như không có. Hả? Tại vì sao? Hôm nay cá nuôi nhiều rồi nên không có làm. Tại nó có sạch á. Trong nó cũng có một cái địa riêng. Nó đòi ẩm em. Nó đòi ẩm em cho nên em đòi gắt nó. Kéo ra cái buông ra thục phải mất tiêu. Ai kéo ra phải nhầy 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 lên. Em hỏi chị cái vấn đề kéo ra nó dài ngắn. Đúng rồi. Dài ngắn. Trời không. Con thấy được không? Dài ngắn. Trời không dám sát cho luôn. Chân sợ luôn. Hồi màn xong cả nhà. Ba đơn liền cái mình đâu có vô coi đâu. Đấy bán bên Facebook kia đó giờ đó. Hai lần cá. Bây giờ nếu mà chị không có bán mình cứ tới sớm thì giờ. Trời 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 trời. Mạnh không? Mạnh nha, mạnh đô nha. Ai làm gãy giường tôi ai? Mới nghe cái gắt rồi. Ông này nè. Ông này làm gãy giường đúng không? Nãy giờ ông ngồi mà gãy giường đó. Đừng có nói ông làm gì. Chưa kịp làm nữa gãy rồi tám mấy ký mà. Cục hàng này dữ. Cái này là anh đã nằm hết một lần rồi. Nên là mình không biết được. Bao vô. Bây giờ anh em xả vợ ngồi qua nè. Ngồi cái cao cái thấp vậy mới vừa. Cho anh Tèo ngồi chỗ đó đó. Gỡ hủng à. Trời ơi là trời chứ mình đi. Cho anh Tèo ngồi ngay đó đó. Phải chỉ với ông thằng kia kìa. Để có dùng gớp dễ gớp xuống heo. Ngồi ngoài kiếm chuyện ngẫu hoài luôn. Đất tiền đủ lắm ngồi đây nha. Nghiệp nó đâu nhỏ lên nhà rồi kìa. Ăn hiếp nhỏ hoài. Vô, cục hàng 80 ký vô. Vô dưới mà nó chắc mà. Cục hàng 80 ký nè. Nó nhổ dở. Cục hàng 8 mấy ký. Chạy em kìa chưa. Rồi, vô ngồi đi. Rồi, vô. Vô, vô, vô. Thì đó. Ở đâu? Anh. Chơi lỗ hủng, đập phụ chơi, ăn chơi mà. Anh đâu có lên thành. Bây giờ bà hỏi là chồng bà là già chảy nước miếng rồi ối. Chảy nước miếng là bà quýnh. Còn ối là nói cho em sống em quýnh ổng là đường nào ổng quýnh nha. Ông đính thình luôn. Ông đính thình luôn. Không vừa ối gì. Đường nào ổng quýnh cho em chê em xấu là em quýnh liền. Còn dám thằng men cho con quá khúc này chứ giờ. Hiểu không? Mà này vô. Trời em sang rồi, em sang. Vô chị Minh ngồi coi. Vô chị Minh. Vô. 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 Là trời. Nói nhất, nói là nói nhất. Nguyễn, vô được không? Tại không biết uống nữa là không biết uống nữa ly. Vô. Tại uống vô là nó quậy lắm. Sang đâu đi nữa ly. Vô. Vô. Đĩa cá không sợ rớt xuống với đĩa cá. Không biết uống nữa ly chứ. Vô. Vô. Đĩa cá nó mát cái gì đâu. Bên đó có đũa chi vậy anh? Em ly này ly thứ hai nha. Ly thứ hai rồi, bảy đứa. Em muốn hết chầm chầm mà bả chưa uống. Chung với nhau. Không mình đổi rồi. Cái là vô vô. 1 2 3 vô. Lót lên. Vô Trung Hỷ ơi. Dạ dạ. Trung Hỷ ly thứ ba rồi đó.
bỏ xuống ba lần á. Cầm lên bỏ xuống ba lần chứ phải uống ly thứ ba. Coi chồng có dũng sĩ gì rồi đi. Cái này dân màng cái gì dân màng luôn hai cái luôn á cầm tay ra để không hồi vậy đó đi nha chung ăn cũng như mà theo giờ che màng cái gì nắng nó dội quá trời em vợ thứ ba mình nó che màng đây. Đây à. Đó, vô lòng nó trơn nè. Anh Caramel đang trốn nợ, còn đây bể nợ chưa trốn. Bể nợ mà vẫn còn lùng mặt ra. Đó, đó là gì hiểu chưa? Mà cũng nhớ uống nha. Cũng bỏ trốn lòng được hả? Giật giật chủ nhà mua bia có tiếp tế à em biết là tám khô nho khô bún khô với cái ra một nắng thịt một nắng thằng kia sao nó tăng hai quá trời tăng hai là tăng hai bây giờ trời đang nắng ở nhà bây giờ chiều ăn nó dùng chứ lẩu trái cây mà quên mua mít lẩu hết than bây giờ mình phơi nắng bánh trái nó ngon gần chứ nhậu bia ngay luôn ha không lát cũng có nho một nắng cũng nhậu được. Ê, dưa hấu một nắng cũng ngon này chưa ăn dưa hấu nó teo luôn không nó teo còn nước quá nước nhà anh tưởng đẩy hay độc quyền dạ. Không có nhà ai đẩy được gì đâu quá vậy ta ta vừa đẩy đầu tươi vừa đẩy đầu khô rồi nữa người ta một nắng thôi kìa người ta còn xương với da mở chạy ngoài đây là không biết sao chứ em là thành khí khô vậy luôn nè để thui chưa ba mẹ còn xương với da em là thành khí khô vậy luôn đó ba anh em mình dính nhiều á bữa nay trời nắng quá nha tổ quả chứ này nắng mà bị tổ quả giật ma đang luyện kinh công mà vô ba thư rồi vô đi cái này là thứ hai của anh tổng nè còn tháng ba thì mình sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa trời hàng chi sáng đâu la đâu có gì đâu mà la giờ chuẩn bị mồi quá trời luôn mà mình thấy mồi bất ngờ không ngờ luôn không còn cái gì ăn một nắng nhờ này lưng một nắng bây giờ muốn một nắng giới thiệu là cái món gì một nắng mà tự nhiên vào chiều về cái là thành một nắng nhóm bất ngờ chưa bà giờ sáng sáng uống bia chiều nay uống củ nho sáng đẩy đầu tươi chiều đẩy đầu khô nha hôm nay cũng xuống rồi hả rồi làm mai một nắng nữa sao bây giờ đang nắng quá nhỉ giờ thành khô hết rồi sợ nói không tin giờ mới đi ra ngoài trong khe rồi ngoài cho thấy nắng nắng cỡ nào đây là cái đoàn hát của mình nè đoàn hát có văn màn luôn nha màn một cảnh một luôn đủ hết trơn nè cũng phải ngồi trên mình chịu đựng đây tới máu rồi. Rồi trời này giờ nắng quá trời nắng nha. Máu đỏ vậy ngồi đó hoài vậy đó. Cho mưa chùm lên. Bao bụng không có mưa kìa. Lấy áo mưa chùm lên coi. Áo bọng rớt hết trơn biết thiệt. Cà Mau quá trời luôn. Về độn nè bởi luôn. Quá rồi, quá rồi. Cà Mau đẩy một nắng đồ một nắng không chết mang người ta một nắng mới giữ rồi một nắng thôi dạ vô cái chỗ mát mát vậy vô ừ đây mát chết mệt chiều nay mẹ có khí khô đi đang mát đi đâu nữa chưa có món khí khô nè chiều nay khí khô con người có món khí khô rồi chiều nay chắc anh tèo cao quá trời ơi công ty thôi dạ vô dạ cái chỗ nào mát mát vậy vô tao hỏi trên đó hồi đó nghe người ta nói khí khô thấy chưa chút em thành khí khô rồi quẹt nắng quá à nắng quá đỡ cái cây ta cho thẳng cái đỡ cây lên đi cho nó nắng quá đứng vậy á ừ đó vậy đó chê nó cứ đỡ rớt mẹ luôn rớt cái cây ra luôn rồi xíu quá bữa nay về thành báo công rồi thôi mò mò không thấy cha nội nào hết trơn thấy cục lù đen thù lùi thôi đi đó mình dọn chim cục đi mát chưa mát rồi mát người ta đang mát rồi đúng chở luôn mát rồi đó
nắng quá rồi. Dạ vô, dạ dạ vô, dạ vô cái nhà, dạ vô cái nhà. Nắng mát dữ chưa? Mát dữ chưa hả? Mang dép mà.